hai mọi người bây giờ mình dẫn mọi người đi vô chợ coi cái chợ này bán gì nha. Giờ đang ở ngoài chợ đó, đằng sau mọi người thấy không, đó quá chừng luôn. Bây giờ mình quay cho mọi người xem. Đây cũng một cái chợ địa phương nha mọi người. Cái này cái củ gì cũng không biết nữa. Khoai lang. Bây giờ ra ở bên ngoài mọi người. Một lát mình sẽ quay vào trong mình cho mọi người xem. Đây bông hồng. Cái gì ta, cây này trồng ở ngoài trước cũng đẹp lắm á. Bây giờ ở nhiệt độ how many degrees? Bên ngoài lạnh quá. Bên này hoa không à. Yeah, that would be cool on it, huh? Chồng mình nói có thể là mua cái cây này để phía trước nha. But this, they cannot live in the winter time. We gotta move it. Right? Mình nghĩ là cây này không có mọc vào mùa đông nổi đâu. Ngoài lạnh quá, chắc phải đem nó vô nhà. What is it? Cây gì? It is a 7-gallon mystery palm. Yeah, giống bánh Florida quá hả? Giờ còn 3 tuần nữa mình mới được nghỉ hè, mà nghỉ hè mình nghỉ được có 2 tuần rồi xong mình phải đi làm lại nữa. Thank you. Đây là bên ngoài nha mọi người. Your hair nasty. Bên ngoài mọi người thấy người ta để là quá, nhưng bây giờ chuẩn bị thôi à. Chứ người ta cũng phải che lại á. Còn ngoài đây là buổi tối mà có uống bia nè, quầy bar nè. Đẹp lắm. Để mình dẫn mọi người qua bển coi quầy ba hôm nay có bán bát thái nữa nè. Có cái xe này xe bát thái, hôm bữa mình quay cho mọi người xem á, mình đi ăn ở đây á, đó là cái chợ đó. Nhưng mà hôm qua ăn rồi, hôm nay không ăn nữa đâu, ngán quá rồi. Ở đây là cái quầy ba, trong chỗ này là cái quầy ba. Ở ngoài đây là người ta có bàn có ghế để mình ngồi mình xem. Buổi tối thì buổi tối có đèn đó.
còn đây là muối nha. I think it's a vinegar. Cái này là giấm, là có nhiều loại giấm nè mọi người.
white chai. Cái vinegar này làm từ từ trái cây nha mọi người, từ fruit. Còn cái này á là hả, cái này white vinegar, cái này là cái white vinegar kitchen scent tally. Rồi có cái bình sẵn cho mình luôn nè mọi người, thấy không? Mình cứ lấy một bình, mình cứ cân, mình ấy vô xong rồi bên đây á, họ có cái bình nào đó, chồng mình đưa cái bình cho mọi người xem nè. Đó, có cái bình xong rồi mình cứ cho cái vinegar vô. Cái mỗi cái, nó có một cái thác như nè. Cứ một bình thì lại có một cái thác. Xong rồi có cái nút cho mình gắn vô. You can show audience. Đó, mình cứ ấy vô xong rồi mình gắn cái nút lại. Rồi mình lấy cái thác á. Ví dụ mình lấy cuộn cỡ nào thì mình lấy cái tag chỗ đó mình dán ở ngoài ra ngoài tính tiền. Rồi bên khu đây là cà phê nè, mọi người thấy nguyên cái khu này khu cà phê. Nhưng mà hiện tại là cái no cà phê service, bình thường là mình vô đây mình có thể được uống cà phê miễn phí. Nhưng mà tại vì bây giờ đang Covid á, cho nên là hả người ta không có phục vụ cà phê nữa. Còn bên đây là bán bánh donut. Đó mọi người thấy không? Hiện tại là bây giờ nó cũng chống lơi chống lóc. Người ta bỏ từng bịch từng cái. Rồi mình có cái bịch như nè, mình cứ lấy mình bỏ vào đó. Còn bên đây cà phê người ta treo lủng lẳng à. Cái này là người ta đã vô từng bịch như vậy rồi. Một bịch chỉ là 4 ounce thì nó có giá tiền, cũng có giá tiền đâu, à giá tiền ở trên đây đó. Rồi qua đây là cái cà phê mình có thể lấy từng bịch ở dưới đây cũng có, còn không thì mình lấy cái túi, mình lấy cái túi để mình đựng cà phê vô trong cái bịch, rồi mình ra ngoài mình tính tiền đó. Còn không nữa là họ sẽ bán cà phê kiểu vậy, trong cái bịch mình thích loại nào nó có tên. Ví dụ như cái này Jessica Plain Medium Roast, mình lấy một bịch, ví dụ mình không thích cái này thì mình có cái hiệu khác, cái này là loại Colombia Brazil đó. Rồi bên đây nó có bán sauce với lại mấy cái phễu, nó bán sauce mà bao nhiêu tiền một chai. Rồi cái này là white chocolate, rồi cái này là dark chocolate. Dark white là trắng nè, sô-cô-la trắng nè, sô-cô-la đen nè. Đó, rồi caramel nè. Rồi cái này là ginger nè, cái này là ginger là gừng đó mọi người. Cái này mint là cái cây mà giống như húng lũi vậy đó. Còn mấy cái phễu, mấy cái filter này bỏ vô cái máy đó. Rồi cái này người ta có cái bán cái timer, có nghĩa là khi mình lấy cà phê nhiều khi mình cần cái thời gian, nó cũng mình nó bán đầy đủ. Còn cái này có cà phê mà người ta làm bằng, thay vì mình làm bằng cái phễu của Việt Nam mình thì người ta xài bằng cái này. Ok, rồi bây giờ mình đi qua chỗ khác cho mọi người coi táo ha. Honey, yes, thank you. Đây có bánh cookie để ăn với lại cà phê nè mọi người. Bên này có nhiều loại táo ha. Đây một đô 69 cho một thao nha mọi người, là khoảng 400 gram. Đây dầu ô liu. Bây giờ mình đi qua bên đây coi. Mình đi đường này đi, cái anh này anh đang làm bán cà chua. Hả? Chồng mình nói để show cho mọi người xem cái sweet potato. Cái này là khoai lang á, khoai lang ngọt á. Ô, khoai tây ngọt. Mình cũng biết khoai lang ngọt, khoai tây ngọt nữa. Mà có 37 cent một pound nha mọi người. Ở đây bán đầy đủ khoai luôn. Cái khoai tây nè, nó có nhiều màu. Cái này là màu đỏ, rồi màu vàng. Có bắp cải tím, bắp cải trắng, đậu que. Cái ớt chuông bán thằng trái nha mọi người, 99 cent một trái. Ớt này cũng vậy. Không, ớt này là bán thao là 2.89 đồng một thao. Bơ nè mọi người, cái bơ này ba chồng mình thích ăn lắm, nhưng mà mình ăn với mình cũng ngán. Cái kiwi, cái kiwi một trái 75 cent nha mọi người, một trái nha. Còn đây đu đủ
đu đủ thì bán 1 đồng 49 một phao, xoài 1 đồng rưỡi một trái. Nè mọi người coi là bao nhiêu cái variety đó, đã có bao nhiêu loại nè, 1 loại 2 loại. How many total, how many variety can you count? 1 2 3 4 over there also different. I think they're the same. Can you go look? Yeah, they're the same. I can tell from here. Có chồng mình nói là 77 loại. Oh, có 7 loại, sorry, 7 loại. This is my favorite for pies. Cái này chồng mình nói là hả, cái này là cái món ưa, cái táo ưa thích quả để làm pie, là bánh đó. 89 cent một pound. My dad likes these. Fuji, right? What time my mom buy before? Your mom bought. Ba chồng mình thích loại này. Your mom bought Red Delicious. Mom bought. Hôm bữa mẹ mình đi siêu thị mua cái loại này, bên đây có 89 ở bên Việt Nam. Đây. Bữa mẹ mình mua cái loại này ở bên Việt Nam á, nhưng mà xuất nhập từ Mỹ á, là kiểu cái là bên bên chỗ mình đó là chuyên về mấy táo mấy này trái cây cho mọi người ngon. Yes, ở bên kia bán hoa. Rồi, thôi. Cái chợ này bự lắm mọi người, bán kim chi, ở bên kim pháp nữa. Mà chắc là có lẽ là mình đi về thôi. Bây giờ mệt quá. Là mua một cái này ăn thử coi ta. Sale by 26. Hôm nay là mấy tay ta? Honey, I would like to buy one, but yeah, I eat one time. It's good. Để hỏi thử cho mình. I think I buy this one last time. I'm not really sure they have what they have in there. Let's see. This soy sauce, vinegar, mustard. I think this one good. Ok, bye bye. Lên xe đi về.